Tập viên Hoàng Anh từ thời báo .de Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn xem bản tin. Bánh cắt stack hot chen mới của giới trẻ. Ngày 24 tháng 10, báo Tuổi trẻ cho hay giành giật mua bánh cắt stack theo chen, siêu thị chỉ cho mua hai hộp mỗi lần. Theo đó, bánh cắt stack tạo xu hướng chen mới với giới trẻ. Nhiều người không ngại xếp hàng cả tiếng đồng hồ, thậm chí giành giật để mua được bánh. Tuổi trẻ cho biết bánh cắt stack đã xuất hiện từ lâu trên thị trường, tuy nhiên, phải tới dạo gần đây cái tên này mới được biết đến rộng rãi nhờ những review có cánh trên TikTok và mạng xã hội. Tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nơi bán bánh cắt stack, nhưng nổi tiếng và hot nhất hiện tại là bánh cắt stack bán tại siêu thị e mart nằm trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Phóng viên tuổi trẻ tìm đến quầy bánh hot chen tại siêu thị e max lúc 14 giờ ngày 24 tháng 10, thì quầy bánh cắt stack đã trống trơn. Nhân viên bán hàng cho biết, Bánh đã bán hết và chỉ biển giờ có bánh tiếp theo 15 giờ 30 phút, rồi hẹn khách quay lại sau 1 giờ 30 phút, bài viết trên báo Tuổi trẻ. Tuy nhiên, đúng 15 giờ 30 phút khi phóng viên trở lại quầy bánh, khách mua đã vây kín trước quầy. Theo nhân viên bán hàng, 15 giờ 30 phút bánh chính thức mở bán, nhưng trước đó 30 phút, khách đã bắt đầu xếp hàng. Tuổi trẻ dẫn lời bạn trẻ Nguyễn Đỗ Quỳnh Như, sinh viên năm 3 trường Đại học Công nghiệp cho biết cô phải quay lại lần thứ hai mới mua được bánh. Lần đầu, vì không xem trước thông tin, cô nghĩ đơn giản, tới xếp hàng là mua được bánh, giống bánh đồng xu hay các chen đồ ăn trước đó. Tuy nhiên, khi tới nơi bánh đã bán hết nhẵn, phải đợi hơn 1 giờ 30 phút thì mẻ bánh tiếp theo mới ra lò, nên cô đành quay về. Lần sau mình rút kinh nghiệm, căng giờ và xếp hàng sớm mới mua được bánh, nhưng cũng phải đợi gần 20 phút. Lần trước mình ghé, e giới hạn mỗi khách được mua 6 hộp mỗi lần, còn lần này, siêu thị đã giới hạn chỉ được mua 2 hộp mỗi lần, như cho biết. Trong khi đó, tuổi trẻ cho hay, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi thấy bánh cắt stack hot rần rần như vậy. Nhà tôi ở ngay cạnh e mát, bánh cắt stack này xưa để chỏng chơ, giờ mọi người vơ không còn một chiếc, một khách mua hàng tại e mát, chia sẻ. Theo tuổi trẻ, vì độ hot nên thị trường chợ đen bánh cắt stack cũng trở nên nhộn nhịp, trên mạng đầy những lời rao như tuần nào em cũng đi e mát, khách biên hòa cần bánh cứ ghé tiệm em. Chiếc bánh hot hit, ngon béo gây, có vị kem và sô-cô-la. Đồng giá 50k một hộp, mua 3 hộp trở lên giá 45k một hộp. Em có người quen làm trong e mát nên đảm bảo đủ bánh, thứ ba em trả đơn. Rất nhiều bạn trẻ xếp hàng mua bánh cắt stack. Bánh cắt stack ở e mát gò vấp hot chen mấy ngày nay, ăn ngon thiệt nhưng ít hàng quá mấy anh chị. Ai ăn em sách về củ chi cho ăn thử nhen. Em ở ngay chợ Củ Chi, lấy 2 hộp thì 75k một hộp nhang Vẫn theo tuổi trẻ, chỉ cần gõ từ khóa bánh các stack e trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, hàng loạt bài viết nhận gom bánh, mua bánh hộ và bán lại với giá phổ biến từ 40.000 đến 50.000 đồng một hộp. Nếu mua sỉ 10 hộp sẽ có giá từ 35.000 đồng một hộp. Thậm chí, có tài khoản còn nhận mua hộ bánh các stack ship máy bay ra Bắc với giá lên tới 75.000 đồng một hộp đắt gấp đôi bánh được bán ở siêu thị, giá 28.000 đồng một hộp. Bánh cắt stack có lớp vỏ bánh từ bột mì mềm, phần nhân kem trứng ngọt dịu, béo thơm. Sau khi bánh thành chen, nhiều cửa hàng bánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng làm thêm bánh cắt stack để chiều lòng thực khách, tuy nhiên bánh tại Emart vẫn được yêu thích hơn cả. Không rõ, đợt bánh cắt stack theo chen này sẽ kéo dài bao lâu. Trước đây không lâu, chỉ mới đầu tháng 10 này, chen bánh đồng xu đã rộ lên gây sốt giới trẻ. Lúc cao điểm, những dòng người kéo nhau xếp hàng dài trên phố chỉ để chờ mua những chiếc bánh đồng xu nóng hổi. Tuy nhiên, sớm nở chóng tàn, đến nay, những quầy bánh đồng xu vỉa hè đã vắng đi rất nhiều, chỉ còn khách lai rai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin Bánh các stack hot chen mới của giới trẻ Luật đất đai Việt Nam dối như mớ bòng bong. Ngày 24 tháng 10, Báo Tuổi Trẻ loan tin bí thư Hà Nội, dự án bất động sản nằm chết, hỏi lên, hỏi xuống cứ nói làm theo đúng quy định. Tuổi Trẻ cho biết, nhiều đại biểu kiến nghị quốc hội cần có nghị quyết để tháo gỡ bất động sản vì hiện có nhiều quy định pháp luật trồng chéo, vương mắc. Khi các địa phương hỏi bộ ngành thì được trả lời cứ làm theo đúng quy định. Theo đó, thảo luận tại Tổ về tình hình kinh tế xã hội, nhiều đại biểu nêu kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Tuổi trẻ dẫn ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá Tăng trưởng kinh tế từ giờ đến cuối năm và cả năm sau sẽ tiếp tục khó khăn, đặc biệt là thị trường bất động sản. Ngay tại Hà Nội, hiện có hơn 700 dự án chậm triển khai nhiều năm, bài viết trên báo Tuổi Trẻ. Theo ông Dũng, nếu tháo gỡ được vướng mắc kích thích thị trường bất động sản thì sẽ tác động tới nhiều lĩnh vực liên quan như vật liệu, điện nước, việc làm qua đó sẽ tác động lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, có người bình luận nói như ông Dũng thì ai cũng nói được. Theo Tuổi Trẻ, trên thực tế bất động sản cả nước có rất nhiều vấn đề đặt ra về pháp lý ví dụ như các dự án nấu lấy tư duy bây giờ pháp luật bây giờ chiếu vào thì sai nhưng ngày xưa các dự án không đấu thầu đấu giá chỉ kêu gọi nhà đầu tư vào giao đất nhiều dự án doanh nghiệp đã vào giải phóng xong mặt bằng hạ tầng làm xong nhưng cũng phải dừng lại nếu cứ để dự án đó thì lãng phí nguồn lực của xã hội người dân bức xúc mà nếu khởi động lại thì cũng lo không biết tháo gỡ bằng cách nào vì sợ nguy cơ pháp lý bình luận dưới bài viết Nick Trung Quang cho rằng, nhà đầu tư, người dân sợ nhất là luật không ổn định, cứ thay đổi liên tục. Đồng ý luật cần thay đổi theo đời sống xã hội, nhưng những gì đã áp dụng luật trước rồi, đã thực hiện rồi thì đừng hồi tố, đừng áp theo luật mới. Ông Đinh Tiến Dũng kiến nghị, Quốc hội nên có chỉ đạo, chủ trương giả soát tổng thể, ban hành nghị quyết để giải quyết khó khăn cho bất động sản vì có những vấn đề nằm ngoài tầm quyết định của chính phủ. Đặc biệt là những vướng mắc chủ yếu tại luật đất đai, luật đầu tư. Quả thực, luật đất đai là một vấn đề rất lớn của việt nam theo đó luật quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý đây là nguyên nhân dẫn tới tình trạng lộn xộn của các dự án bất động sản và là nguyên nhân tạo ra một thế hệ dân oan ở việt nam trong nhiều năm qua ông đinh tiến dũng bí thư thành ủy hà nội tại buổi thảo luận tuổi trẻ tiếp tục dẫn lời ông lê trường lưu bí thư tỉnh ủy thừa thiên huế chỉ ra một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực bất động sản vẫn còn khó khăn chưa tháo gỡ được có những việc mà chúng tôi hỏi mãi không ai trả lời Ví dụ như việc chuyển tiếp dự án từ Luật Đất đai năm 2003 đến Luật Đất đai năm 2013, một số dự án trước đây giao đất thông qua thủ tục hành chính, nhà đầu tư đã nộp tiền rồi. Nay khi cấp sổ đỏ thì thực hiện theo Luật Đất đai 2013 yêu cầu phải tính giá đất tại thời điểm giao đất. Thực tế có những dự án cấp sổ theo từng giai đoạn, theo tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ đầu tư. Về bản chất, khi nhà đầu tư đã nộp tiền là đã hoàn thành nghĩa vụ, còn việc nhà nước chậm cấp giấy chứng nhận là trách nhiệm của nhà nước một vấn đề khác được ông lê trường lưu nêu ra là một số dự án bất động sản có sai sót đã được xử lý thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự rồi thì sau đó triển khai tiếp thế nào tổ công tác của chính phủ đã tháo gỡ cho một số địa phương nhưng ông lưu cho rằng việc xử lý những dự án như vậy cần phải xây dựng thành cơ chế chung cho cả nước các địa phương có thể cùng áp dụng để xử lý trung quy cũng chỉ bởi những bộ óc siêu việt của các đỉnh cao trí tuệ cộng sản đã tạo ra những văn bản luật dối như mớ bòng bong, bong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin Luật đất đai Việt Nam dối như mớ bòng bong. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Mỹ Linh vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI thời báo.de. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới.